Âu Dương Nana, sinh ngày 15 tháng 6 năm 2000, là người nổi tiếng nhất trong ba chị em nhà Âu Dương, bao gồm Âu Dương Nini, Âu Dương Nana và Âu Dương Đệ Đệ. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Đài Bắc, Đài Loan. Cha Âu Dương Nana, diễn viên Âu Dương Long, giờ là doanh nhân giàu có. Ông còn tham gia vào hoạt động chính trường ở Đài Loan. Mẹ cô là minh tinh một thời Đài Loan Phó Quyên. Cô ruột Nana là ca sĩ nổi tiếng Âu Dương Phi Phi. Các chị em của cô cũng theo đuổi nghệ thuật. Không chỉ được chú ý nhờ gia thế hiển hách, chị em nhà Âu Dương còn khiến khán giả ngây ngất trước nhan sắc xinh đẹp và tài năng vượt trội về thể thao và âm nhạc. Từ khi lên 5 tuổi, Nana đã đam mê cello và chăm chỉ rèn luyện nhạc cụ này. Năm 10 tuổi, cô cùng mẹ tham gia một chương trình truyền hình và được mời trình diễn một tiết mục độc tấu cello. Tài năng của người đẹp được khán giả thán phục, sau đó đặt cho cô biệt danh thần đồng cello xứ đài hay công chúa cello. Năm 2011, Nana chiến thắng cuộc thi tài năng thiếu nhi và được tuyển thẳng vào lớp bồi dưỡng âm nhạc thuộc Đại học Sư phạm Đài Loan. Một năm sau, cô trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất được biểu diễn tại National Concert Hall Đài Bắc. Có hậu phương vững chắc nhưng Âu Dương Nana chưa bao giờ tự phụ. Cô sớm bộc lộ khiếu nghệ thuật từ khi còn bé. 7 tuổi, Nana đỗ thủ khoa vào dàn nhạc giao hưởng thiếu nhi Đài Loan. Năm 2013, Nana là một trong 160 học viên được theo học tại Học viện Âm nhạc Curis. Cô chuyển từ Đài Loan đến Mỹ để học tập. Năm 2014, cô ký hợp đồng với Universal Music và phát hành album đầu tay có tựa đề 15. Sản phẩm âm nhạc giúp người đẹp giành giải nghệ sĩ được yêu thích nhất tại lễ trao giải đĩa hát Nhật Bản. Nana quay về nước và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim đầu tay Chuyện tình Bắc Kinh. Sau đó, người đẹp tiếp tục hợp tác cùng Choi Si-won, Bành Vũ Yến trong tác phẩm điện ảnh To the Force và được đề cử cho giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Macau lần thứ 7. Năm 2016, cô thử sức trong lĩnh vực truyền hình với bộ phim Vâng, Thượng Tiên Sinh và được khán giả biết đến nhiều hơn. Ngoài ra, Nana cũng tích cực tham gia các chương trình giải trí như Vương Bài đối Vương Bài, Sự ra đời của diễn viên. Dù vấp phải nhiều sự phản đối của khán giả khi bỏ bê âm nhạc để theo đuổi diễn xuất, nhưng nữ diễn viên cho biết, tôi đã có định hướng rõ ràng cho tương lai, mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ tôi. Năm 2017, cô cho ra mắt album hợp tác với hãng Sydney mang tên Cello Love Sydney và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Tháng 12 cùng năm, Nana gây sốt khi thể hiện màn đệm đàn cello cho ca khúc See You Again của nam ca sĩ Wiz Khalifa tại lễ trao giải đột phá. Người đẹp trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên biểu diễn tại sự kiện quốc tế này. Tháng 3 năm 2018, Âu Dương Nana trở lại với khán giả qua show Vương Bài đối Vương Bài mùa thứ 3. Tôi thích diễn xuất, đam mê với việc đứng trước ống kính. Tôi luôn mong mình có thể được công nhận ở lĩnh vực này bên cạnh âm nhạc, cô nói. Trong đời thường, Âu Dương Nana nổi bật mỗi khi xuất hiện. Dù không trang điểm, chọn lựa trang phục giản dị, cô vẫn được khen có khí chất thanh khiết. Âu Dương Nana nói tự hào nhất ở gương mặt là đôi mắt và sống mũi. Nhiều bạn bè còn khuyên cô nên tham gia cuộc thi sắc đẹp nào đó. Mỗi lần nghe vậy cô đều cười cho qua. Tôi không nghĩ đến danh hiệu hoa hậu hay hạ hậu. Tôi hâm mộ họ, nhưng tôi thích là nghệ sĩ cello, diễn viên Âu Dương Nana thay vì là hoa hậu, cô nói. Bị khui chuyện hẹn hò với trai đẹp Trần Phi Vũ. Tháng 10 năm 2019, trang QQ đưa tin bạn trai của Âu Dương Nini, chị gái của Âu Dương Nana đã khoe trên mạng xã hội một vài hình ảnh, trong số đó là ảnh chụp màn hình chat với nội dung là cuộc nói chuyện giữa anh và Âu Dương Đệ Đệ, cô em gái út nhà ba chị em nổi tiếng này. Âu Dương Đệ Đệ buột miệng chia sẻ, mong anh rể tương lai sớm đưa chị gái về nhà để ba chúng em cùng đưa ba người bạn trai và mẹ đi chơi. Kể từ đây, dân tình càng ngày càng khẳng định thần đồng cello xứ đài đã có bạn trai và người đó không ai khác chính là Trần Phi Vũ, cậu con trai nổi tiếng của đạo diễn Trần Khải Ca. Truyền thông xứ đài ngay lập tức chia sẻ thêm thông tin nóng về cặp đôi trẻ tuổi nhiều lần bị nghi ngờ hẹn hò này. Theo đó, Trần Phi Vũ đã tốn tới 2 năm trời để theo đuổi bằng được Âu Dương Nana. Bên cạnh đó, báo giới còn tiết lộ thêm về tình cảm của gia đình nhà Trần Phi Vũ đối với Âu Dương Nana. Trần Hồng, mẹ của anh chàng vốn được biết đến là người vô cùng nghiêm khắc trong việc dạy con. Khi bên cạnh Trần Phi Vũ có những cô gái vây xung quanh, Trần Hồng là người ra tay dẹp loạn. Tuy nhiên với Âu Dương Nana, nữ diễn viên tỏ ra vô cùng vừa lòng, hiện tại đồng ý cho con trai và Âu Dương Nana hẹn hò với nhau. Nguồn tin chia sẻ thêm, Âu Dương Nana còn tới phim trường thăm Trần Phi Vũ.
khi Trần Hồng thấy thần đồng cello đến, đã chủ động kéo ghế ra cho ngồi để cùng trò chuyện với đạo diễn Trần Khải Ca. Điều này khiến tất cả mọi người xung quanh lấy làm bất ngờ và xôn xao bàn tán. Netizen cũng đã soi được rất nhiều hình ảnh khả nghi của Âu Dương Nana và Trần Phi Vũ khi cặp đôi có nhiều món đồ đôi như quần áo phụ kiện. Trưa ngày 18 tháng 12 năm 2020, từ khóa Trần Phi Vũ, Âu Dương Nana hẹn hò đã ngoạn mục dẫn đầu Hot Search. Nhiệt độ thảo luận đã lên tới mức ngàn độ C. Cụ thể, dân mạng đã soi ra loạt bằng chứng từ những hình ảnh Nana đăng trên Weibo và những hình ảnh từ studio Trần Phi Vũ đăng tải trên mạng xã hội mới đây. Dân mạng đặt nghi vấn Trần Phi Vũ và Âu Dương Nana đã hẹn hò với nhau vào hôm 16 tháng 12 vừa rồi, vì Âu Dương Nana và Trần Phi Vũ đều từng đến khu nghệ thuật 798 Bắc Kinh. Cho tới thời điểm hiện tại, cả hai đều chưa lên tiếng về mối quan hệ này. Âu Dương Nana bị netizen mỉa mai. Netizen cho rằng Âu Dương Nana đang bán thảm, tỏ vẻ nạn nhân để lấy sự thương cảm của mọi người. Xuất thân trong một gia đình khá giả và có truyền thống nghệ thuật, Nana quyết định dấn thân vào làng giải trí, rồi dần trở thành ngôi sao tiềm năng. Với gia thế mạnh như vậy, đường đi của Âu Dương Nana trong showbiz hoa ngữ trải đầy hoa hồng. Tuy nhiên, cô nàng vẫn thường xuyên đối mặt với những lời chê bai về khả năng diễn xuất, nhưng cô gái 20 tuổi này vẫn rất kiên trì với việc đóng phim. Đã là một ngôi sao trong showbiz, thì việc dính phải thị phi là điều khó mà tránh được. Âu Dương Nana cũng không ngoại lệ. Đối với công chúng, Âu Dương Nana nên nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp, nhưng thay vào đó cô lại đi đường tắt để có được sự nổi tiếng bằng những scandal tình cảm. Không ít sao nam từng vướng tin đồn tình cảm với người đẹp đại chú tể, nổi tiếng nhất có thể kể đến Lưu Hạo Nhiên, Trần Phi Vũ. Những tai tiếng xung quanh khiến danh tiếng của Âu Dương Nana ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Đáp lại những bình luận tiêu cực, Âu Dương Nana cho biết, công chúng đặt rất nhiều kỳ vọng vào nghệ sĩ ở tuổi này, vì vậy mà họ tạo ra rất nhiều áp lực cho những người trẻ tuổi. Nhưng thực tế, chúng ta chưa trưởng thành như những người ở độ tuổi 25, 26, 27, bởi vì những điều mà chúng ta trải qua đều khác nhau. Tưởng chừng như thoải mái đối mặt với mọi chuyện, nhưng chúng ta lại đang giả vờ là mình bình tĩnh đối mặt. Không chỉ vậy, Âu Dương Nana còn chia sẻ cô gặp rất nhiều áp lực trong công việc và phải tìm đến bác sĩ và nhận được lời khuyên, làm người thì đừng quá tốt bụng. Nhưng những lời chia sẻ của Âu Dương Nana không những không chiếm được thiện cảm mà còn bị netizen mỉa mai là đang bán thảm, tỏ vẻ nạn nhân. Họ cho rằng mỗi người trong cuộc sống đều gặp áp lực từ nhiều vấn đề và không chỉ có mỗi Âu Dương Nana là như vậy. Có vẻ như ý định ban đầu của Âu Dương Nana lại tăng thêm thiện cảm với mọi người, nhưng nào ngờ lại phản tác dụng khi cô còn bị dân mạng chỉ trích thậm tệ hơn.